ngày mai, chắc ngày mốt mới nhận được, mai thứ hai chứ cũng chưa rồi. Hay là mai 18 là đúng thứ hai, chắc 19 ngày. Tại vì mình ấy ngày bên kia đúng không? Còn cái kia chứ 25, tại vì cũng trúng thứ 6, ngày 2 trúng thứ 6, cũng có khả năng trúng thứ 6 rồi. Tự nhiên về an tâm thôi chứ còn cũng rứa, đâu có đụng vô đâu. Đâu có tiêu, đâu dám nào, nhiều thứ quá. Bay lên mặt thôi chứ gì đâu, chưa vô miệng. Chị giảm cân đi, đừng có sữa ăn. Để tao có cái dáng đẹp tới thì đi chơi mày. Chị nữa. Máu nhiều quá. Nãy phát trực tiếp đông người nè, thay học cùng xã. Này mới đi uống bia về hay răng rồi. Này nè. Đúng không? Có một trái. Đi đám cưới. À. Có hàng nữa đó. Đi nặng mụn sợ đau quá trước khi nặng mụn. Uống bia thôi. Uống năm chai bia qua. Sợ đau quá. Bình thường. Yến đâu rồi? Mày cứ rửa đi. Chị cho chị cái nói là sức chị vô tư. Trời tao quay tới mai được. Bình thường. Ăn chứ. Bậy liền. Bình thường chứ hồi trước chị làm bình thường có nguyên ngày đó, sau đó có nghỉ giờ mua đâu, ăn cơm cũng có thời gian thở. Làm quen rồi bình thường. Thì
Dạ, nặng giỏi là một chuyện, mà trị cho người ta hết mụn là một chuyện. Nhiều người nặng giỏi nhưng mà không có cái bài của nó cũng hết mụn, không đúng thuốc này kia sao mà hết. Ready? Gracias.